thưa quý vị và các bạn, các bạn có bao giờ một lần đến Hoa La chưa? Hôm nay nhân một cái dịp tĩnh tâm của giới hiền mẫu của giáo phận Phú Cường thì tôi quyết định là đến tĩnh tâm tại giáo xứ Hoa La hạt Củ Chi của giáo phận Phú Cường. Ở đây có một cái bài hát về thần Hoa La rất là nổi tiếng mà tất cả quý vị và các bạn đều có thể nghe, đó là bài "Đây Hoa La đi sớm đặng yên lặng, đây là đây một màu xanh mới được. Hoa La ơi, khi nào chẳng tan nhớ?" Và các bạn biết không, sau 43 năm kể từ ngày đất nước Việt Nam hòa bình thì giáo xứ Hoa La có một cái thay đổi rất là nhiều. Ở cái câu mà Matthew câu 5 là chính anh em là ánh sáng cho trần gian, thì hôm nay nếu các bạn là người không cùng tôn giáo cũng như các bạn đã cùng tôn giáo, các bạn ngoại trừ một số bạn đã đến nhà thờ Hoa La, thì hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn trong một cái bộ sưu tập nhà thờ của luật sư Thư Hoa để quý vị và các bạn biết đến nhà thờ Hoa La. Đây là một cái góc nhìn của một cá nhân của tôi. Cho nên quý vị và các bạn có cái gì đóng góp thì xin góp ý kiến nhé. Tôi chỉ đam mê bộ sưu tập nhà thờ và tôi quay, tôi không để dành cho tôi và tôi tặng cho quý vị và các bạn. Các bạn sẽ xem từng cái góc nhìn nhé. Các bạn thấy không, ở phía trong nhà thờ thì có cái tĩnh tâm của giới hiền mẫu. Tĩnh tâm của giới hiền mẫu của giáo phận Phú Cường. Giáo xứ Hoa La thì cũng thuộc hạt Củ Chi của giáo phận Phú Cường. Đây có một nhóm các bà mẹ đang chỉnh chu cái trang phục trước khi bước vào nhà thờ. Câu của bài hát "Đây Hoa La đây sớm đảo tiêu điều" bây giờ là sau 43 năm thì nhà thờ đã phát triển và đẹp lên rất là nhiều, phải không quý vị và các bạn? Đây là cái câu slogan của hồi nãy tôi có giới thiệu cho quý vị và các bạn. Matthew, chính anh em là ánh sáng cho trần gian. Các bạn biết không, tôi rất là thích một cái bộ sưu tập nhà thờ. Trước đây thì vào những năm 2003, khi mà máy quay cũng như chưa có điện thoại thì và lúc đó thì cũng chưa lập gia đình, cho nên tôi đã có một cái ý tưởng rằng là sẽ đi tất cả những cái nhà thờ mà nơi mà tôi đặt chân đến. Và vì là thứ nhất là độc thân, thứ hai là chưa có những cái vướng bận của con cái, và tôi đã đi và ghi sổ nhật ký. Cứ mỗi nhà thờ tôi đến thì tôi nhớ có cái điện thoại Nokia hình như 6250 thì phải, hay là 8310 gì đó, tôi cũng không rõ. Thì tôi đã quay và chụp hình, hình như là điện thoại đó không có chế độ quay, và tôi đã chụp hình cái những cái nơi nhà thờ tôi đến. Tôi nhớ là tôi đã có làm bộ sưu tập khoảng hơn mười mấy nhà thờ, bao gồm có nhà thờ dòng Chúa Cứu Thế nè, nhà thờ trên đường Hai Bà Trưng,
nhà thờ huyện sĩ, nhà thờ, những cái nhà thờ ở Củ Chi như là nhà thờ Tân Thạnh Đông, nhà thờ Phú Hòa Đông, nhà thờ đây là họ Tha La, họ đạo Tha La. Thông thường thì đến những cái nhà thờ, quay những cái bộ sưu tập nhà thờ thì tôi vẫn thường để có một cái giờ lễ của nhà thờ Tha La là ngày thường sáng từ 4:45, sớm quá, chiều. Lý do tại sao tôi lại thích lịch thánh lễ, vì các bạn biết không, theo quy định của bên tôn giáo của Thiên Chúa, thì nếu trong trường hợp mình là con giáo dân là mình phải đi lễ vào ngày Chủ nhật, tại đó là quy định luật buộc. Nếu trong trường hợp mình không đi lễ ngày Chủ nhật mà không có lý do chính đáng thì mình sẽ bị phạm vào một cái luật của đạo và buộc lòng mình phải xin tội. Tôi nhớ có một lần tôi đi du lịch với đoàn, thì khi mà tôi du lịch tại Phan Thiết thì tôi cũng search ở trên Google là Phan Thiết thì nó có những cái giáo xứ và lịch, thì khi mà tôi cũng thấy cái lịch của giáo xứ, nhưng sau đó khi đến thì lại không đúng với cái lịch của giáo xứ. Và khi đó là một trong những cái mà tôi quyết định làm trong cái bộ sưu tập nhà thờ. Điều đầu tiên đó là chụp cái nơi mà nhà thờ tôi đi qua. Cái thứ hai nữa là giờ thánh lễ, để trong trường hợp quý vị và các bạn, có những bạn từ nơi xa đến, cũng có những bạn cần cái nhu cầu để mà đến, mình lâu lâu mình đến ngay chỗ cái địa phận Tha La của giáo phận Phú Cường, mình đi vào ngày Chủ nhật. Tuy nhiên là vì một cái lý do nào đó mà mình không có, vì lý do nào đó mà mình không có thể tìm được cái nhà thờ, thì mình cũng có thể lên Google search là nhà thờ Tha La, giờ lễ của nhà thờ Tha La. Nói như vậy thì tôi cũng đã search trên Google và cái từ khóa là nhà thờ Tha La, thì tôi cũng đã biết nhà thờ Tha La là của họ đạo Tha La, là của hạt Củ Chi. Hạt Củ Chi thì nằm trong giáo phận Phú Cường. Thứ hai tôi nói về lý do tại sao tịnh tâm. Trong cái video này thì không phải chỉ cho những cái người của tôn giáo là Thiên Chúa, mà còn có những người mà chưa từng hiểu về đạo Thiên Chúa. Tịnh tâm là gì? Tịnh tâm là lắng tâm hồn mình lại để suy xét, để suy nghĩ về những hành động, những việc làm của mình trước cái thời điểm mà Chúa Giê-xu chịu chết. Thì theo cái luật của bên đạo Thiên Chúa thì trước thời điểm mà Chúa Giê-xu chịu chết thì chúng ta phải ăn chay và hãm mình cầu nguyện. Có lẽ là qua cái video này thì tôi sẽ không múa rìu qua bóc thợ, vì bản thân tôi cũng chỉ là một cái giáo dân về cái sự nghiên cứu về tôn giáo đạo Thiên Chúa thì tôi cũng chỉ dừng lại ở mức chừng mực, không biết nhiều lắm về những cái quy định, những cái gọi là những cái giáo huấn. Chỉ biết là khi từ thời điểm mà mình xưng tội rước lễ lần đầu, thêm sức và bao đồng và một số kinh thông dụng. Hiện tại thì tôi cũng ráng cố gắng để tham gia vào công tác và cộng đồng.
để mà giờ, các bạn thấy không, bây giờ là 8:30 ngày 24 tháng 3 năm 2018. Đây là nhà thờ Tha La. Thì như tôi nói đó, tôi không có chuyên nghiệp như các sơ, các cha, các thầy, và cái điều của mà tôi muốn là bộ sưu tập nhà thờ để cho các bạn biết được những cái nhà thờ mà có lẽ là ai chưa một lần đến Tha La thì thông qua cái video của tôi sẽ biết được Tha La của năm 2018 khác xa với cái bài hận Tha La của bài hát. Các bạn thấy không? Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi ban con một để ai tin vào con người thì khỏi phải chết nhưng được sống muôn đời. Hôm nay là ngày chương trình tĩnh tâm mùa chay của cái này, chương trình này là 8 giờ đến 12 giờ thứ bảy là tĩnh tâm của giới hiền mẫu hạt Củ Chi. Đây là phía ngoài của khuôn viên nhà thờ họ đạo Tha La. Tí nữa vào trong nhà thờ tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn một số cái bài này hay quá hả bạn. Thì cũng giống như giáo xứ Bắc Hà hạt Củ Chi thì ở mỗi cái nhà thờ đều có cái hang đá, trên hang đá thì có tượng của Đức Mẹ, nhờ mẹ, với mẹ và trong mẹ. Tôi nhớ cũng có cái bài hát về nhờ mẹ, với mẹ và trong mẹ. Mà về tự nhiên nhiều âm thanh hỗn tạp quá cho nên tôi cũng không rõ lắm là bài hát gì. Thôi bây giờ tôi quay rồi cái mượn cái âm thanh ở trong nhà thờ cho quý vị và các bạn xem nha. Tôi thì hay có thói quen đi nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế. Nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế thì nó nằm ở trên đường Nguyễn Thông quý vị và các bạn. Thì tôi vẫn thấy một cái số tấm bảng ghi về một số người họ đến với Đức Mẹ, có thể là bên lương, có thể là bên bên giáo. Và sau khi cầu nguyện được một cái ơn lành gì đó thì họ sẽ đến và tạ ơn, và bảng ghi một cái bảng giống như một cái chị gia đình chúng con tạ ơn Đức Mẹ đây, và tạ ơn mẹ ngưng tuyền gì đó. Tôi sẽ quay cho quý vị và các bạn phía trên nha. Đây một cái hang đá.
thì cách bài trí của cha là hang đá, và ở dưới có một cái hàng ghế đá để cho bà con đọc kinh. À, phía hai bên này thì có chắc là mộ của các ngài, để tôi coi. Này mộ cha hả chị? Thường thường là mộ cha. Nguyễn Văn Viên và Vương Thị Cúi, huyện cụ, không rõ là chức vụ quyền hạn gì. Chắc cái hồi mà pháp, pháp thuộc. Tiếng Anh mình đọc được, tiếng Pháp không đọc được. Pháp mới đọc. Bên đây tiếng Việt không à? Như tiếng Pháp không? Cái ông này chắc là ông là hiến đất nhà thờ hay gì vậy đó hả? Không biết. Cô Simo Trí. Cô Simo Trí hãng nằm đây. Công đức cao dày, bia tạc nai, sáng tạo tha la đã rõ mặt chắc vậy. Quý quyền cao họ lãnh đầu tai, ghẻ phen tù rạc vì danh Chúa, nhiều nỗi khổ hình bởi đạo ngay tạ thế. Hơn 100 năm, 200 năm rồi, 1860. Ông chết xong tôi mới sanh ra. Ông chết tôi làm gì chị? 1800 chị sinh 1900. Ngày 961. Vậy là 100 năm sau rồi chị mới sinh ra. Trên 161. Hôm nay là 860. Đúng không? Nhụm lại. Hãy siêng năng lần hạt mân cô. Quay à. Hãy siêng năng lần hạt mân côi, tôn sùng mẫu tâm, cải thiện đời sống. Và các bạn thấy không, đây là một cái khuôn viên rất là rộng của nhà thờ. Quý vị và các bạn, tôi sẽ tiến đến nhà thờ và quay cho quý vị và các bạn cái buổi tĩnh tâm của họ đạo Tha La, của hạt Củ Chi, tổ chức tại họ đạo Tha La. Xin trân trọng cảm ơn.